Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Với những hệ thống âm thanh live show sự kiện tiệc cưới các bác đang dùng trên thị trường thì thường thường có hoặc không có cái sản phẩm là crossover, hay còn gọi là con số, hoặc nhiều các bác gọi là con controller. Đấy. Thì hôm nay em đã được trải nghiệm cái con controller Digital System Controller JBL DSC 260. Đã được trải nghiệm hơn một tuần rồi và em nhận thấy là con này nó có một cái chức năng rất là bình thường thôi. Đấy, rất là bình thường thôi. Như các bác cũng biết rồi, là crossover hay là controller thì gần như nó là một. Đúng không ạ? Gần như nó là một. Thì hôm nay em review lại con này. Con này là từ trước giờ em chưa được review. Mới mua về dùng được có hơn một tuần thôi, nhưng nói chung là trải nghiệm thì thấy con này nó có một cái hiệu quả và nó có một cái tác dụng rất là đặc biệt để các bác quản lý một hệ thống âm thanh. Khi các bác nằm ngoài trời thì con này nó sẽ xử lý. Nếu như các bác đang dùng mixer, ví dụ các bác đang dùng mixer thì em đang có đây là mấy con mixer như là của Yamaha và Danacorp. Danacorp thì con này là hàng Trung Quốc thôi chứ không phải là hàng cao cấp, nhưng mà cũng có thể quay và giới thiệu với toàn thể các bác nghe con crossover này. Nó có chức năng đặc biệt mà những cái loại cốt thường nó không có được. Con này gọi là cốt được mà văng cơ, con này gọi là chi quậy được đó. Thì những con này là giá trên thị trường mới cứng thì nó tầm gần 20 triệu, tình trạng cũ mà đẹp long lanh này cũng khoảng tầm trên 8 triệu. Thì con này em đã được trải nghiệm rồi, nhưng mà con này là em bán giá rẻ với các bác, nhưng các bác nào đã mua hàng rồi thì em bán giá rẻ. Còn các bác nào chưa mua hàng của em mà chuẩn bị định mua con này thì giá em sẽ báo với các bác là trên 8 triệu 8 triệu 3. Còn với những các bác nào mà đã dùng rồi, ví dụ bác khách ở trong tỉnh Nghệ An đã mua hệ thống Naray thì em bán con này có chỉ có 7 triệu 9, chỉ có 7 triệu 9 nha. Ví dụ ông bác em ở trong làng ông lấy đôi súp Ebow thì cũng 7 triệu 9, được chưa? Đấy, ví dụ thế. Thì con này là ví dụ như các loại mixer trên thị trường, cửa ra của nó thì thường thường là có hai cửa master N master NR hoặc là master AB. Thường thường là master NR hoặc là như con mixer Yamaha kia thì cũng có hai cửa master hoặc là cửa sell out thôi. Đó. Thì hai cửa này các bác muốn kết nối ra một hệ thống âm thanh, ví dụ như là có súp và có Naray hoặc monitor hoặc là loa rồi. Ví dụ súp này, Naray này hoặc là loa rồi thì là phải có con này. Chỉ có hai đường ra của con này thôi, cắm vào hai đường vào của con crossover này. Đấy. Và đường 1 các bác có thể chia là 1, 2 đánh súp, 3, 4 đánh dây, 5, 6 đánh monitor. Ví dụ thế, hoặc là 1, 2 đánh súp, 3, 4 đánh dây, 5, 6 đánh full ram. Đó, tùy, rất là nhiều kiểu. Nói chung là trải nghiệm cái con này thì em thấy rất là sướng. Và bây giờ em sẽ đi quay cho các bác xem cái nội thất của nó nhé. Ánh sáng quay nó hơi bị ngược tí này, các bác hết sức thông cảm. Đấy. Nói chung là cố dùng cái con iPhone 6S này quay chắc là được tầm tuần hơn tuần nữa thôi là nên đời cao hơn rồi, chứ quay con này quay tối mù mịt lắm. Đây các bác xem nha. Cái con này thiết kế của nó thì nó giống cái con BSS. BSS của Anh Quốc. Tức là JB này đặt hàng của BSS nha. Hàng này hàng chính hãng, hàng xịn. Đấy, hàng chính hãng, hàng xịn nha. DSC 260 Manuner Factory in the UKB gì đây. Cái tem này thì em sẽ phải bóc đi. Bóc đi hoặc là cố gắng cậy ra. Bi Haman Entertainment Nationa Production này. MIDI Tun và MIDI In. Đấy. RS232 để nâng cấp phần mềm. Con này nó không có phần mềm đâu nhá. Không cắm kết nối phần mềm với máy tính được. Các bác chỉ có cắm RS232 nó đây để update lên thôi. Ví dụ như là phiên bản này 60.0.1 ví dụ thế. Đấy. Thì nó sẽ có phiên bản nó cao hơn. Đây là phần nguồn nha, nguyên zin chưa sửa chữa nha. Ví dụ các bác nào mà đã dùng đồ của em rồi, mua đồ của em rồi thì em bán giá tốt cho các bác. Còn các bác mà chưa dùng đồ của em thì con này em không bán rẻ được, bởi vì bán thế là bán phá giá, anh em sẽ chặn đường sống ngay. Không còn đường để mà sống nữa đâu. Nên là bán khuyến mại cho các bác, nhưng cũng phải có kiểu muốn bán rẻ cho các bác thì các bác phải mua đồ của em trước rồi. Đấy. Nat insert này. Cái này em đã lưu chế độ đánh Ebow rồi nhá. Ví dụ bác khách ở trong Nghệ An nếu mà định lấy con này thì cọc trước theo 1 triệu em giữ lại hàng cho.
còn hôm nào mà lấy được nữa thì em gửi thêm, gửi gì đó vào, dây loa hay gì đấy thì gửi cả thẻ vào. Còn nếu mà không lấy thì con em sẽ bán cho người khác nha, bán cho người khác để lấy hàng giao lưu, hàng quay vòng thôi. Chứ nếu mà để chơi con này em cũng không quan trọng đâu. Con này thật ra anh em lấy về em để chơi, để trải nghiệm đã. Với thứ hai là làm chuyên nghiệp nên rồi thì cũng phải có một con controller để điều khiển và setup lên hệ thống. Đấy, các bác đến nghe xem thử, ví dụ sắp tới là về nhiều array khủng thì phải có con này thì nó mới xử lý được. Chứ không bây giờ cắm vào cái con lấy tạm một con vang số nào đó để chia quay. Ui dồi ôi, em nói thật các bác nhục lắm, nhục cực kỳ luôn nha, nhục cực kỳ luôn. Đây các bác xem đây, chip xử lý Made in Now của nó đây. Chip xử lý của Hitachi H8/510 này. À, chip xử lý trung tâm đấy. Rồi đây là cái phần bo nguồn của nó. Zin xịn nhá, từ đóng đuôi hết. Chưa sửa chữa. Ép này, ok này. Ngày 3/4/500 gì đây. Con này nói chung là đời không phải đời cổ lắm, không phải đời mới lắm, đời trung thôi. Trung bình. Đó. Máy còn tương đối đẹp. Tương đối đẹp nha. Thì những cái đời này thì nó có là 2 in 4 out, 2 in 6 out, 2 in 8 out, hoặc là 4 in 4 out, 4 in 6 out, 4 in 8 out. Thì thường thường là như con này là lấy về là 260 là 2 in 6 out. Và nếu mà sau có đời cao hơn thì là có 4 in 6 out, tức là có 2 cửa in, 1, 2 này, 3, 4 này. Đấy. Hoặc ABCD. Đấy. Ví dụ như là các bác mà làm chương trình live show lớn thì các bác cũng phải có tầm 2 đến 3 con này. 2 đến 3 con này. Ví dụ như là một tủ máy như này đi. Một tủ máy này đi thì là có 3 con đẩy, 2 kênh thì là 1 2 là đẩy sụ này, 3 4 đánh dây này, 5 6 đánh dây. Ở một tủ một vế nhá. Bên kia cũng vậy, tương tự như vậy. Đấy, thì là các bác cần không phải là một con này mà là rất nhiều con này. Đấy, còn các bác mà làm mà live show sự kiện vừa vừa thì đánh có một đôi xúc kép này hoặc hai đôi xúc kép này. Xúc thì không quan trọng, các bác có thể đếm xếp chồng nhau này. Xong là cắm dây ninh ở đấy. Đấy. Một kênh đánh một chiếc, một kênh đánh một chiếc đánh được. Thì là 1-2 đánh súp, 3-4 đánh dây, 5-6 đánh dây. Đấy, đúng không? Hoặc là 3-4 đánh full ram, 5-6 đánh full ram. Hoặc là các bác tùy chỉnh được. Con này thì nó có luôn cả compressor bên trong, có luôn cả nén này. Có luôn cả các cần EQ để các bác tăng chỉnh các giải tần. Nếu các bác đo trên đáp tuyến thì muốn nắn lần thì nắn trên đây. Căn pha delay rồi các kiểu, nói chung con này có đầy đủ hết, không thiếu gì cả, hơn cả vang số rất nhiều. Nó có luôn cả delay rồi là A kênh 1 vào thì nó ra cửa 1. Nếu các bác cắm AB nhá. Cửa 1 thì nó sẽ lấy tín hiệu cửa A, tín hiệu B hoặc là lấy cả A cả B. Cửa 3 thì có thể các bác lấy cửa A hoặc là lấy cửa B. Đấy, hoặc lấy cả AB, cửa 4 cũng thế, tương tự. Hoặc là ví dụ kênh 1 đánh súp, kênh 2 đánh dây này. À hoặc là đánh theo kiểu chiêu quay như này. No min 2, ví dụ bác là có một cái loa, các bác có một cái một đôi loa đời cao, đời gì đó mà nó không có phân tần, ví dụ 1 2 là đánh NF tức là bass, 3 4 đánh min F tức là trung, 5 6 đánh HF tức là tép, thì con này nó sẽ hiệu quả và nó sẽ gọi là có delay luôn ở trên này. Nên là ví dụ như các bác có một cái sân khấu như thế này đi. Đấy, có một sân khấu như này đi thì các bác đặt loa trước sân khấu. Đấy, đặt trước sân khấu nha. Đấy, xong các bác delay lại loa bass, loa trung, loa tép delay luôn. Đấy, căn pha đo đắp tuyến delay luôn trên đây thì nó sẽ có một hiệu quả rất đặc biệt. Nói chung là con này em lấy về em trải nghiệm thôi, chứ còn bán cũng cảm thấy rất là tiếc đấy các bác ạ, không phải chuyện đùa đâu. Bán thì cảm thấy rất là tiếc nha. Con này thì có đây, có 2 in và 6 out, 6 đường out. Sắp tới thì em sẽ cố gắng review những cái con crossover hay là confessor hay là controller của một số thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Đấy, không biết là có cơ hội để review những con hàng xịn hay không. Chứ còn nói chung là nếu những cái con như thế này thôi thì em đã dùng đã thấy rất là ưng rồi. Đấy. Hàng này thì JB đặt hàng của BSS Audio nhá. Cái này tem này người ta dán thêm vào. Nào trên R này là anh em về dán thêm vào. Đấy. Đúng không ạ? Ok. Thì các bác nào có quan tâm con này thì liên hệ trực tiếp nhá. 8.3 triệu, 8.23 triệu là bao ship mà em bán cho người biết chơi nhá. Bây giờ các bác muốn mua của em nó cũng phải là chuyện bình thường đâu, không phải là muốn mua là đơn giản đâu. Các bác muốn mua bảo em ơi em để cho anh con này, thì bây giờ các bác phải làm như này. Các bác chụp ảnh lại cái hệ thống sự kiện của các bác,
chứ không em bán cho các bác về các bác không ưng ý các bác này em ơi cho anh gửi lại, chứ cái này em về anh về anh không phù hợp nên em không không bán kiểu ý, đổi đi đổi lại em không ưa không thích rồi. Người trong làng cơ, người làng cơ em bảo ừ ông cháu hộ xem là của chú như này được chưa, của bác này được chưa thì em sẽ hỗ trợ tối đa, còn các bác ở xa thì em không biết đồ của các bác như nào thì em cả các chế độ trên đây rồi, nói chung là các bác về tự tìm hiểu trên mạng có rất nhiều anh em đã review giới thiệu, con này em không nói nhiều nha, không nói nhiều. Đấy, các bác về xem anh chị em ở trên mạng có bán và review những con sản phẩm như này, cả người Việt Nam cả người nước ngoài họ review giới thiệu chi tiết rồi là hướng dẫn sử dụng đầy đủ luôn đấy. Còn nếu như các bác mà gọi là cứ thích thì đến tận nơi mà mua, xong là không ưng thì các bác mang tận nơi dán lại em, cứ nguyên tem là được, em sẽ dán tem bảo hành của em vào, đúng không? Đấy, chứ bây giờ các bác mua ở xa, ví dụ trong trung miền Trung miền Nam, bây giờ bác dùng được mấy ngày rồi nhưng là cảm thấy nó không phù hợp hoặc là bĩ về cái phần gọi tài chính, muốn gửi lại hàng để thu hồi tiền vốn hoặc là nâng cấp còn cao cấp hơn ấy, thì cái đó em không hỗ trợ nha, không hỗ trợ. Em bán là các bác mua về để dùng, chứ không phải là các bác mua về dăm bữa nửa tháng các bác chán các bác gửi lại, xong là bảo là chú trừ thế này trừ thế kia, xong là các bác về không ưng các bác lại đăng bóc phốt em không không ưa em không thích loại kiểu ấy. Đấy, nói chung là thế, nên là cái này em bán cho người biết chơi và bán cho người biết sử dụng. Ví dụ như là bây giờ sắp tới em về mấy bộ array đi, chả may em chưa bán được em để chơi, em ghép cùng với mấy bộ array ấy, thì có bác khách nào đến bác lấy cả bộ luôn, ví dụ ông để cho tôi là một đôi súp, hai đôi ray, con trô nơ này đấy, ba con đẩy hoặc là hai con đẩy đấy hai hoặc ba con đẩy, một cái mixer không có mới thì tôi mua cũ của ông, ví dụ thế như nào đấy, thì các bác ghép cả bộ lên thì em sẽ hỗ trợ tối đa cho các bác, thì là nó đi theo bộ thì tính giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như các bác mua ngoài con này thì luôn luôn là sẽ tầm trên 8 triệu, từ 8 triệu đến 9 triệu hoặc đẹp hơn thì lại đắt hơn. Con này về trong tình trạng là đẹp tương đối nhá, đẹp tương đối. Thôi, review đến thế thôi nhá. Chém gió thì em không chém đâu, bởi vì em không phải là thần gió nên em không biết chém gió như thế nào. Nên là giới thiệu rồi, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Con này thì các bác có thể là chia way đấy, cắm hai đường in vào hoặc là một đường in vào, sẽ ninh ra cắm in cỡ A thì có thể là ra được 6 loa, 6 đường ra, hoặc là các bác cắm in đường B nó ra được 6 đường ra, hoặc là cắm A thôi nó ra một cửa, còn các cửa kia là chạy hết kênh B, tùy. Nói chung là cái này về các bác tự nằn sờ, nó nhiều chức năng lắm. Đấy, rất là nhiều chức năng. Rồi là sơ đồ đấu nối đây. Nó có tất cả đầy đủ hết rồi. Trong đây nó có rất nhiều preset lưu sẵn nhá. Đấy, em chỉ có lưu thêm 1 2 hoặc 3 cái preset là do bên em tự nghiên cứu thôi. Ví dụ như là bác khách ở trong Nghệ An lấy dây Ebo rồi, bây giờ muốn lấy thêm con này nữa thì liên hệ với em. Em sẽ đóng gói vào cửa hàng cho bác và hướng dẫn kết nối. Ví dụ 1, 2 là súp này, 3, 4 là dây, 5, 6 là dây. Rồi đánh ngoài trời nghe tiếng súp nó hơi bị như nào quá, hay là tiếng dây nó hơi bị hụt hơi quá thì có thể em sẽ hướng dẫn từ xa. Đấy, ok không ạ? Đó. Con này thì nói chung là xịn rồi, không phải bàn rồi. Xịn, không phải bàn nhé. Nên là các bác nào quan tâm thì cứ thế là liên hệ trực tiếp thôi, chứ em không có giới thiệu nhiều đâu, hàng chất lượng review nhiều các bác ghét. Nói đúng đấy, nhiều cái hàng chất lượng quá mà suốt ngày khoe này, các bác nào bảo em khoe của thì đây, hiện tại thì trong bánh ngày hôm nay thì em có súp EGNE và loa đồng trục, còn các loa kia bán hết sạch rồi. Đấy, đây là cọc CMS mừng gì con này mới về sẽ bán cho ông bác em ở trong nhà. Đấy, đẩy steam này sẽ bán cho bác khách ở trong làng người nhà, và con đẩy timbic này có con tumbo sao này, các bác nào lấy thì hệ trực tiếp nhé, có giá tốt cho các bác. Con này thì em sẽ giả lại hàng bởi vì mạch công suất chưa sửa được, gửi lại nhờ người ta bán hộ. Đấy, và đôi ôm này thì báo giá lại rồi nhưng bận quá chưa đóng gói gửi lại được. Đấy, và có một chiếc B3 ES 215 này, các bác nào có quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp. Đấy, để biết thêm thông tin về sản phẩm, giá em cũng để lại tốt cho các bác. À, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nha. Em xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay tiếp tục quay và review với toàn thể các bác.